Con chào sư, sư cho con hỏi vì sao cùng một ngôn ngữ Bali mà tăng mỗi nơi lại có cách phát âm khác nhau, như tại Thái Buddho gọi là Buddho, Sri Lanka thì gọi là Buddho. Vậy cách nào đúng nhất thưa sư? Xin thưa với quý vị á, sư không, bây giờ nếu như mà quý vị nghe cũng cái giọng như thế này mà quý vị nghe người Thanh Hóa họ nói chắc là sẽ khác ạ. Mà người người Huế thì họ nói cũng sẽ nghe khác, đúng không? Đấy, cái người ngoài Bắc họ nói nghe khác, mà người Trung nói nghe khác, mà người Nam nói nghe khác. Thì cái sự khác đó là do cái vùng miền. Thì cái đó mình có thể mình châm chước được, nghe. Cho nên á là cái sự gọi là khác nhau như thế này, cái chuyện nó bình thường. Quý vị nghe chư tăng Khmer tụng thì cũng sẽ có chỗ khác. Cho nên là cái này không sao hết ha. Miễn làm sao cái ý nghĩa của cái đoạn kinh văn đó mình tụng lên nó không có sai lệch, như vậy là được rồi.